Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm giới thiệu tất cả anh em tham gia chương trình iGroup Boy Fantasy iGroup. Để tham gia giám này, mình click phần mô tả để mở Telegram, mở status chat chatbot các bạn. Mình sẽ nhận được 200 top càng bot, 1 top càng bot bằng 0.06D. Top càng này sẽ list lên sàn Binance và Bankake sẽ quáp các bạn. Rồi bấm join này iGroup các bạn. Con này chạy trên tảng BNB sẽ match chain các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Đây group này có 2.000 mấy người tham gia mới ra các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller các bạn. Official currency. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow tờ quyết và Binbot nè các bạn. Tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Con này sẽ đến Binance nè các bạn. Rồi các bạn like và tờ Twitter nha các bạn. Tất lại và thiết sàn bên kia sẽ swap đây dự án khá là ngon. Các bạn đắp lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow theo Twitter sẽ sell về Binbot nha các bạn. Rồi trên Facebook thì các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè các bạn và chia sẻ bài viết của nó các bạn. Chia sẻ công khai rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Còn trong chương trình bán hàng VSEL nó kêu visit ở website thì các bạn nhấp vào đây các bạn. Các bạn xem website của nó các bạn. Không biết có đăng ký không đây mình coi các bạn. Nếu mà đăng ký thì nó kêu sign up rồi. Rồi các bạn chơi tiếp. Tôi cần đi sang Binance nữa các bạn. Và các bạn chơi chút các bạn. Rồi tất cả chỉ việc xem qua website thôi các bạn. Các bạn đi. Rồi các bạn bấm nó. Rồi bấm đón nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đường link tài Twitter của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào tài Twitter của mình nè. Rồi bấm vào hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho trên cùng các bạn sao chép lên hồ sơ nha các bạn. Rồi bạn bắt đường link tờ Twitter của mình vào đây nha các bạn. Rồi bạn dán nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link Facebook các bạn. Thì các bạn vào copy đường link Facebook của mình nha các bạn. Rồi các bạn gỡ đường link Facebook các bạn. Rồi nó hỏi có visit on website không, bấm join các bạn. Để bấm vào. Này không biết có đăng ký không? Bấm cover. Rồi các bạn muốn đón nha bạn. Các bạn chỉ xem qua website cũng được. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Hoặc địa chỉ ETH của mình dành với chú Wallet cũng được. Thì
thì mình copy đi cho các bạn, bạn sao chép lên nha bạn. Rồi tiếp tục mình ở cho bot nha bạn. Mâm đòn nha bạn. Mâm set nha bạn. Rồi bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 200 token boy đã đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình về mình chào tạm biệt tất cả bạn, hẹn tất cả bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.